Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Người đàn ông công khai bảo vệ Chu Lợi Dĩnh nhận làm muội, hóa ra là thiếu gia từ bỏ tài sản làm chạy vặt. Chu Lợi Dĩnh từng có quá khứ nghèo khổ nhưng lại được anh trai kết nghĩa chống lưng, yêu thương vô điều kiện. Trong giới giải trí ai cũng biết, Vương Tư Thông là phú nhị đại giàu đời thứ hai khét tiếng Silit, nhưng vị thiếu gia này lại chưa từng mắng chửi hay nặng lời với Chu Lợi Dĩnh, dù anh từng được biết đến là chửi cả showbiz. Thực tế, nam tiểu cốt có thế lực chống lưng không hề tầm thường. Từng có một phú nhị đại khác đã công khai bạo bọc Chu Lợi Dĩnh, đó chính là Đinh Tự Tuấn. Kể từ khi bắt đầu nghiệp diễn, Chu Lợi Dĩnh từng gặp gỡ và quen biết khá nhiều sao nam có tiếng, tất cả đều là bạn diễn từng đóng chung với cô. Nhưng chồng cũ Phùng Thiệu Phong không phải là người mà cô tin yêu vô điều kiện, Đinh Tự Tuấn mới là nhân vật được nàng tiểu cốt coi trọng và cũng được anh yêu chiều, ủng hộ. Chu Lợi Dĩnh và Đinh Tự Tuấn quen biết nhau nhờ đóng chung hai bộ phim Truy Ngư Truyền Kỳ và Bí Mật Của Người Vợ. Cả hai là mối quan hệ tình anh em thân thiết. Năm đó Đinh Tự Tuấn đã nổi tiếng là thiếu gia nhà giàu với tài sản thừa kế lên tới hàng trăm tỷ đồng. Nhưng anh đã sẵn sàng từ bỏ khối tài sản kếch xù để tham gia đóng phim dù chỉ là chân chạy vặt. Thời điểm đó Chu Lợi Dĩnh, Đinh Tự Tuấn, Quan Trí Bân từng tạo nên bộ ba thân thiết trong giới showbiz. Nhưng tình huynh muội của nam tiểu cốt và thiếu gia họ Đinh mới khiến khán giả ngưỡng mộ. Thời điểm nàng Tiểu Hoa bị dư luận chia bay, công kích về ngoại hình, Đinh Tự Tuấn là người đứng ra bảo vệ cô. Theo đó Đinh Tự Tuấn khẳng định rằng không ai có Theo đó Đinh Tự Tuấn khẳng định rằng không cho ai cái quyền bắt nạt Chu Lợi Dĩnh. Chính vì cảm mến anh, nàng tiểu cốt luôn chủ động giúp đỡ người anh kết nghĩa này khi có thể. Hiện tại Chu Lợi Dĩnh dù đã là sao hạng A vẫn giữ mối quan hệ thân thiết cùng Đinh Tự Tuấn. Được biết vì quá thân thiết, Đinh Tự Tuấn và Chu Lợi Dĩnh từng dính tin đồn tình cảm mờ ám, nhưng cặp huynh muội này chẳng để tâm. Chu Lợi Dĩnh sau đó còn thân thiết với Cát Tường, bà xã của Đinh Tự Tuấn. Điều này khẳng định rằng cả ba không hề bận tâm đến những lời đồn. Hơn thế, trong mỗi dịp sinh nhật, Chu Lợi Dĩnh, Quan Trí Bân và Đinh Tự Tuấn vẫn gửi lời chúc mừng nhau. Trên trang cá nhân, nàng tiểu cốt từng đăng ảnh đón sinh nhật sớm cùng hai người anh kết nghĩa sau khi ly hôn. Có thể nói tình cảm của cả ba vẫn duy trì rất tốt. Quan Trí Bân lớn hơn Chu Lợi Dĩnh 7 tuổi, còn Đinh Tự Tuấn lớn hơn cô em gái đến tận 17 tuổi. Nhưng giữa ba người họ lại chẳng hề có sự chênh lệch quá nhiều về tuổi tác. Chu Lợi Dĩnh từng xuất hiện trong MV ca nhạc của Quan Trí Bân, còn Đinh Tự Tuấn ngoài công khai lên tiếng bảo vệ cô em gái, còn luôn đăng bài viết ủng hộ các tác phẩm mới của cô. Có thể khẳng định dù không có nhiều thời gian để hội ngộ, địa vị trong giới cũng thay đổi rất nhiều so với trước kia, nhưng chưa bao giờ Chu Lợi Dĩnh quên những người anh từ thuở Hàn Vi đã giúp đỡ mình. Mới đây, Đinh Tự Tuấn vừa chính thức ra mắt dự án điện ảnh Đêm Không Ngủ của Lý Kỳ với tư cách là đạo diễn. Ngay sau đó, Chu Lợi Dĩnh liền chủ động chia sẻ thông tin trên trang cá nhân giúp đàn anh. Hành động này của cô thực sự thu hút sự chú ý của khán giả. Đinh Tự Tuấn sau đó đã vui vẻ hồi đáp lại với cô em gái kết nghĩa. Khi có khán giả hỏi Đinh Tự Tuấn, sao không mời nàng tiểu cốt đóng nữ chính, vị thiếu gia này đã đùa rằng vì là phim đầu tay vẫn còn nhiều thiếu sót, anh chưa dám gửi kịch bản cho muội muội. Nam đạo diễn chia sẻ, đợi khi có kịch bản hay nhất định sẽ báo gia máy đầu tiên. Chàng thiếu gia từ bỏ tài sản đi chạy vặt để đóng phim. Sinh năm 1974, Đinh Tự Tuấn sinh ra đã ngậm thìa vàng. Anh lớn lên trong gia đình bề thế và có tài sản thừa kế lên tới hàng trăm tỷ đồng. Nhưng Đinh Tự Tuấn lại có niềm đam mê với diễn xuất. Vì vậy, vị thiếu gia này đã từ bỏ tài sản để theo đuổi đam mê. Anh bắt đầu từ con số 0. Ban đầu, Đinh Tự Tuấn chỉ làm công việc nhân viên hậu trường. Anh là người chạy vặt cho đoàn làm phim. Sau này, một nhãn hàng nhận thấy ngoại hình nổi bật của Đinh Tự Tuấn nên đã ngỏ lời mời anh quay quảng cáo. Đây cũng là thời điểm con đường nghệ thuật mở ra với chàng phú nhị đại. Anh bắt đầu có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Nữ Nhân 40. Sau này, Đinh Tự Tuấn góp mặt thêm trong rất nhiều dự án khác như Thần Thoại, Tội Yêu Sư Tử Hà Đông, Siêu Xạ Thủ, Tình Yêu Ở Thượng Hải, Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm, Interborn, bộ phim Truy Ngư Truyền Kỳ năm 2013 và Bí Mật Của Người Vợ năm 2014 giúp anh quen biết Chu Lợi Dĩnh. Họ từ đồng nghiệp trở thành bạn bè và huynh muội kết nghĩa. Công hiến khá nhiều cho phim ảnh nhưng Đinh Tự Tuấn mãi không thể nổi tiếng. Anh chỉ đóng vai phụ và khá mờ nhạt. Cũng vì sự nghiệp không có khởi sắc nên Đinh Tự Tuấn mới quyết định chuyển hướng sang làm đạo diễn và thử sức với vai trò mới. Khán giả và những người hâm mộ anh rất mong chờ vào dự án lần này của Đinh Tự Tuấn. Nói về bê bối đời tư, Đinh Tự Tuấn từng dính tai tiếng vào năm 2011. Anh từng uống quá chén dẫn đến mất kiểm soát về hành vi. Cụ thể, Đinh Tự Tuấn đã bị tố cáo lạm dụng tình dục hai cô gái Bắc Kinh trong một quán bar ở thành phố Thượng Hải. Hai bức ảnh được cho là chụp tại hiện trường quán bar đã nhanh chóng bị tung lên mạng và phát tán với tốc độ chóng mặt. Ngay sau khi xuất hiện thông tin trên, công ty quản lý của Đinh Tự Tuấn đã mạnh mẽ phủ nhận.
phía này cho biết tất cả chỉ là do hiểu lầm. Sau thời gian ồn ào qua lại, thông tin này nhanh chóng lắng xuống. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.